anh nhìn cái mô hình này thì chắc là anh đoán ra là ai là tác giả, ai là nhà sưu tầm cái này luôn rồi. Đúng rồi. Không biết là quý vị khán giả nhà to có nhận ra không? Lãnh đạo FPT đã xây dựng một cái không gian vườn Nhật, một cái không gian thu nhỏ ở trong cái khu vực tầng 8 của tòa nhà. Lần đầu tiên lên một cái không gian, một tòa nhà văn phòng mà có hẳn một cái vườn Nhật riêng như này. Có cả đàn cá coi đấy ạ. Anh ngang qua những hoàng tường này thì anh sẽ thấy là tên của các quốc gia mà FPT hiện tại đang có văn phòng đại diện ở trên đó. Suốt cả cái quãng đường mà chúng ta đi thì nó cũng đều thể hiện ra những cái chặng đường lịch sử của FPT, nơi đã hình thành, xây dựng và những cái dấu mốc về mặt thời gian. Đây là những cái cột mốc của FPT cũng như là các cái đơn vị thành viên đây đúng không? Đây là một cái co-working space mà có cái tầm nhìn triệu đô ấy, nhà bên khung bên phía này là sau này là sẽ là đại sứ quán Mỹ. Đại sứ quán Mỹ bên đây là đúng rồi ạ. Thì 13 là một con số rất là linh thiêng đối với FPT vì FPT sinh nhật vào ngày 13 tháng 9. Vâng. Và con số tượng trưng cho 13 thành viên trong hội đồng sáng lập của FPT. 13 founder của FPT. 13 founder. Chúng tôi muốn có một cái trụ sở để xứng tầm với vị trí của FPT, không những ở tại Việt Nam mà cả thị trường toàn cầu. Và bạn nên nhớ là muốn phát triển trường tồn bền vững thì phải có một cái văn hóa doanh nghiệp cho riêng mình. Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nhà To. Ngày hôm nay thì Hoàng Đức đang có mặt ở trung tâm của quận Cầu Giấy, Hà Nội và nằm trên con phố Phạm Văn Bạch. Ngày hôm nay thì tôi quyết định sẽ review thử sức với một cái tòa nhà có lẽ là khá là lớn trong cái sự nghiệp review của tôi. Là vì chưa bao giờ Hoàng Đức review một cái khối tòa nhà văn phòng giống như ngày hôm nay cả. Vâng, giới thiệu tới quý vị và các bạn, đây chính là cái tòa nhà mà hôm nay Hoàng Đức quyết định sẽ review tới cho quý vị và các bạn. Đây là trụ sở của tập đoàn FPT ở ngay tại Hà Nội. Và nhắc đến tập đoàn FPT thì chúng ta đều biết là đây là một trong những cái tập đoàn rất là lớn ở tại Việt Nam chúng ta. Có quy mô có thể thuộc vào dạng lớn nhất trong những cái khối văn phòng tư nhân của một cái tập đoàn, một cái công ty hiện tại. Và chúng ta sẽ cùng nhau khám phá xem là ở trong một cái khối văn phòng lớn như vậy thì có những gì thú vị, hấp dẫn hay là cái môi trường làm việc của các cán bộ công nhân viên của FPT thì như nào, có điểm gì khiến cho chúng ta muốn vào đây để làm việc hay không. Và xin mời các bạn, chúng ta hãy cùng với Hoàng Đức, cùng với Nhà To, chúng ta sẽ cùng khám phá chương trình ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu thì các bạn hãy nhớ đừng quên like, subscribe, đăng ký theo dõi và chia sẻ các video clip của Nhà To nhé. Xin mời các bạn. Để đi khám phá cái khối tòa nhà văn phòng rất là rộng lớn ngày hôm nay thì chắc chắn là một mình Hoàng Đức sẽ không thể dẫn quý vị đi khám phá nổi rồi. Và tôi đã có cuộc hẹn trước với một vài cái bạn nhân sự ở FPT để có thể giúp chúng ta đi khám phá chương trình ngày hôm nay. Đây, hello em. Hello anh. Hello em. Em Hằng. Hằng đúng không? Em Trang ạ. Đây rồi, đúng rồi. Đúng cái đối tượng mà chúng ta cần tìm đây rồi. Hôm nay sẽ phải nhờ Hằng và Trang dẫn anh đi khám phá một vòng cái trụ sở của tập đoàn FPT nhà mình một chút. Rất sẵn sàng ạ. Hằng và Trang có thể cho anh và quý vị khán giả một vài cái số liệu về cái tổng diện tích của cả cái khu đất này của mình bao nhiêu này. Tổng diện tích sử dụng của FPT là khoảng 103.000 m². Thế còn xây dựng ở đây anh thấy là có 3 tòa tất cả đúng không? Đúng rồi ạ. Thì là nó rơi vào khoảng tầm bao nhiêu anh? Khối FPT có 3 tòa, thì có một tòa 17 tầng là nơi chúng ta đang đứng, một tòa khối 21 tầng và khối giữa là 8 tầng, cũng là một cái trung tâm dữ liệu lớn của FPT. Thì toàn bộ cái diện tích sàn xây dựng thì cho một sàn là khoảng 4.500 m². 4.500 m². Vâng. Mà có 3 tòa như thế. Các bạn hãy thử tính xem là chúng ta sẽ có bao nhiêu cái diện tích sử dụng cho cả cái khối văn phòng này nhé. Ở đây thì ngay chỗ cái sảnh vào này thì anh nhìn thấy có một cái nó gọi là mô hình chuỗi gen xoắn ADN. Chuỗi gen xoắn. Vâng. ADN. Vâng. Thì cái này có cái ý nghĩa gì không hả em? Anh nhìn vào cái nó được
xây dựng trên một cái trục thẳng đứng từ tầng 1 lên tầng 8. Đây là một thiết kế biểu trưng cho bộ gen của FPT, và đặc biệt cứ mỗi 13 phút thì quả địa cầu quay được một vòng. Và anh nhìn vào những cái điểm logo chữ FPT trên quả cầu thì nó tượng trưng cho những văn phòng đại diện của FPT trên khắp thế giới. À, vâng. Rồi. Có nghĩa là những cái điểm nào có logo của FPT là vâng, em sẽ có những cái văn phòng đại diện ở đấy. Đúng rồi ạ. Và nó tượng trưng cho cái sức mạnh trường tồn và cái mong muốn là vươn mình lên thế giới của FPT. Vâng, của lãnh đạo FPT cũng như là cán bộ nhân viên. Trang và Hằng có biết là ở đây của mình thì anh nhìn thấy nhiều cái logo FPT ở khắp nơi như này, thì tổng mình có bao nhiêu các cái quốc gia ở trên thế giới mà có mặt tập đoàn FPT không? Số nước mà FPT hiện đang có văn phòng là 29 quốc gia trên thế giới. À, chàng quá nhỉ? Dạ. Năm 2021 thì FPT di chuyển đại bản doanh về F Tower, địa chỉ ở số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy. Người đứng sau ý tưởng thiết kế cũng như giám sát quá trình từ khi tòa nhà còn là bản vẽ trên giấy cho đến lúc cất nóc là anh Bùi Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của FPT. Tổ hợp có thiết kế mô phỏng hình khối logo của FPT với hai tòa nhà cao 21 tầng và một tòa 17 tầng. Bên cạnh đó thì có một trung tâm dữ liệu hiện đại cao 8 tầng. FPT có thiết kế bo góc hình chiếc lá trong logo cũng là cảm hứng cho nhiều thiết kế khác trong tòa nhà, ví dụ như là bàn lễ tân, gạch lát dưới mặt sàn, trên tường, bên cạnh thang máy. Con số 13 thường bị cho là không may mắn, nhưng riêng với FPT thì không. 13 bắt nguồn từ 13 thành viên trong hội đồng sáng lập, và ngày thành lập của FPT là 13 tháng 9. Từ đó mà con số 13 luôn gắn liền với nhiều dấu mốc trong lịch sử quan trọng của FPT. Trụ sở chính đầu tiên tọa lạc tại số 89 Láng Hạ. 13 năm sau thì đại bản doanh được chuyển về khu phố Duy Tân. Tiếp tục 13 năm sau đó thì tổ hợp mang tên FPT Tower được hình thành, sừng sững tọa lạc ngay tại ngã năm đắc địa của quận Cầu Giấy. Khu vực làm việc của lãnh đạo cấp cao của FPT cũng nằm ở tầng 13. Năm 2022, bất chấp những khó khăn thách thức hậu Covid, FPT đã nhanh nhạy nắm bắt mọi cơ hội phát triển mới, doanh thu và lợi nhuận trước thuế dự kiến lần lượt tăng là 23% và 22%. Trong đó, doanh thu từ dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài tăng trưởng là 30%. Đặc biệt, doanh thu từ công nghệ thông tin đạt khoảng 1 tỷ USD, khẳng định vai trò dẫn dắt về công nghệ cùng sự phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục và dấu ấn quan trọng của khối viễn thông. FPT vừa đón nhân viên thứ 60.000 trên toàn cầu vào ngày 3 tháng 1 năm 2023, là một sự kiện vô cùng ý nghĩa, đánh dấu năm FPT bước sang tuổi 35 và hướng tới đạt mục tiêu sẽ có khoảng 1 triệu nhân sự, 1 triệu chiến binh chuyển đổi số vào năm 2035. Cái không gian mà mình đang đứng ở đây gọi là sảnh chính lễ tân. Đây à? Thì anh quan sát thì sẽ nhìn thấy là cái logo của FPT được cách điệu ở trên cả những cái viên gạch cũng như là những cái điểm hình dáng của những cái ánh đèn, cái đèn LED và đèn LED và cả cái bàn lễ tân ở đây thì cũng mang cái hình dáng cách điệu của logo FPT ạ. Ở đây của em thì trong một cái khối tòa nhà lớn như thế này thì có khoảng tầm bao nhiêu nhân viên? Sức chứa cho tòa nhà này là khoảng 9.000 nhân viên anh ạ. 9.000 cán bộ công nhân viên. Dạ. Rồi bây giờ thì sẽ phải nhờ Trang và Hằng dẫn anh cũng như quý vị khán giả đi xem ở đây, chứ anh nhìn rộng lớn như này anh không biết là đi đâu về đâu. Em sẽ rất muốn được giới thiệu với anh về cái gọi là bảo tàng của FPT, là có cái nơi bảo tàng mà luôn. Có cả bảo tàng. FPT được thành lập từ năm 1988 dạ. Và toàn bộ những cái sản phẩm và những cái gọi là thành tựu của FPT thì chúng em cũng sẽ dự định là sẽ được đặt ở khu vực này để trưng bày. Thì anh nhìn ở đây là một cái mô hình của FPT thu nhỏ. Anh nhìn cái mô hình này thì chắc là anh đoán ra là ai là đúng rồi ạ. Tác giả, ai là nhà sưu tầm cái này luôn rồi. Đúng rồi. À, không biết là quý vị khán giả nhà to có nhận ra không? Hình khối cái này là bằng cái này là mô phỏng lại toàn bộ tòa nhà đấy ạ. Toàn bộ cái tòa nhà FPT mà mình đang đứng ở đây đây đúng không em? Wow. Đây là mô hình của vườn Âu ạ. À, có nghĩa là ở phía bên góc phải tòa nhà mình sẽ có một cái vườn Âu ở đây nữa. Đúng rồi ạ. Rồi.
Thì đây là cái khu vực bảo tàng của em đây. Đúng rồi, đây là khu vực bảo tàng. Anh nhìn được cái mô hình ở bên trong này. Nó, vâng, đứng sâu ở bên trong này một chút thì anh sẽ nhìn thấy là những công trình của FPT mà đang có mặt tại các khu vực thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Quy Nhơn, Cần Thơ. Vâng, thì tất cả những cái tòa nhà mà chúng em, những cái công trình lớn mà chúng em xây dựng và thì sẽ được hiện lên trên cái màn hình trình chiếu ở trên này. Vâng, anh chủ tịch Trương Gia Bình thì có một cái chia sẻ rất là xúc động của chúng em là cứ 13 năm thì FPT sẽ có một cái văn phòng trụ sở mới được ra đời. Thật luôn? Thật ạ. À, ngày thì... trước là cái tòa nhà trụ sở của mình là ở phố Duy Tân ở Cầu Giấy đúng không? Trước đó là Láng Hạ, 13 năm sau có ở Duy Tân và 13 năm sau chúng em chuyển về đây. À, vâng. Thế 13 năm nữa ở đâu em đã biết chưa? 13 năm nữa chúng em rất có thể là ở trên một đất nước nào đấy, không phải tại Việt Nam. Đón các anh đến và lại được giới thiệu về tòa nhà công trình mới nữa. Hay quá. Vâng, em mời anh di chuyển ra khu vực vườn Âu. À, vâng. Giờ mình lại ra vườn Gọi Âu. Gọi là vườn Âu bởi vì có hai đối tác chính của FPT, đó chính là Mỹ và Nhật. Thì ở phía bên ngoài này thì chúng em xây dựng một cái không gian vườn Âu là khu vực mà sử dụng chung cho cán bộ nhân viên và thư giãn, các hoạt động ngoài trời, các sự kiện. Đây gọi là khu vực vườn Âu. Mà anh nhìn thấy là toàn bộ những cái tượng ở đây là tất cả đều được do anh Phó Chủ tịch Bùi Quang Ngọc tìm kiếm và tuyển chọn cũng như là đưa về đây, nhập khẩu từ nước ngoài. Vườn Âu này như kiểu một cái công viên thu nhỏ ấy nhỉ? Đúng rồi ạ, là một công viên thu nhỏ và dành cho khách hàng châu Âu của FPT. À, có nghĩa là đối với tập đoàn FPT của em thì có nhiều những các cái khách hàng ở châu Âu cũng như là ở cả Nhật Bản nữa đúng không nhỉ? Đúng rồi ạ. À, là có một cái khu vực vườn Âu luôn đấy, thấy các bạn có thể nhìn thấy cái quy mô các tượng nữ thần, tượng cá, tượng thần Apollo, đầu tư quá nhỉ. Yeah. Khá nhiều là các bạn có thể đến đây là chụp ảnh đấy ạ. À, vâng, chụp là... ảnh này rồi khi mà làm việc căng thẳng thì chúng em ra đây ngồi thư giãn. Đây là khu vực căng tin ở trên tầng 3, được sử dụng để là khu vực ăn trưa và cà phê cho cán bộ nhân viên nội bộ trong tập đoàn. Sức chứa của căng tin này là dành cho 1.500 người. Đây chỉ là một phần thôi, mình còn có thể đi sang xuyên sang bên kia, vẫn còn có hai khu vực nữa. Có nghĩa là toàn bộ cái mặt sàn tầng 3 của cả ba tòa nhà thì đều được sử dụng thông nhau để làm cái khu vực căng tin. Các bạn có thể thấy được cái quy mô rất là rộng của cái khu vực căng tin này, trải thông hết cả một mặt sàn tầng 3. Anh nhìn như thế này là đang vắng vẻ thôi, chỉ đến giờ ăn trưa một cái là sẽ thấy kín mít, toàn người là người. Và lúc đấy thì sẽ ồn ào hơn rất là nhiều đấy đúng không? Đúng rồi ạ. À, nhưng mà ở đây là cán bộ công nhân viên là phải dùng tiền mặt để mua chứ, hay là cái suất ăn ở đây là nằm bây trong giờ bọn cái... em cũng có tích hợp cả công nghệ ạ. Thì và có một cái app gọi là app nội bộ của FPT sử dụng. Đây là phần mềm thì chúng em sử dụng những cái điểm thưởng. Khi mà mình làm tốt thì mình được lãnh đạo sẽ tặng thưởng một cái phần gâu và chúng em có thể chuyển cái gâu đấy sang cái phần mềm đấy mà chúng em sử dụng cho ăn trưa. À, và sẽ tự động trừ tiền. Có nghĩa là sẽ có một cái phần mềm nội bộ. Đúng rồi ạ. À, làm cái gì tốt thưởng là thưởng, có những thưởng suất ăn ở đây luôn. Vâng ạ. Hay quá. Thì chúng em được dùng cái tiền đấy, chúng em có thể lựa chọn thì có thể là sử dụng trừ trực tiếp trên cái suất ăn này. À, đây là khu vực cà phê Oxygen. Bên này lại một khu vực nữa. Đúng rồi. Thế này là đây là toàn bộ cái khu vực của tầng 3 của mình đây không? Đúng rồi ạ. Toàn bộ cây này là cây thật đấy anh ạ. Chúng em có một cái bọn em gọi là văn phòng xanh nên là rất là nhiều cây ở các khu vực của tòa nhà. Gọi là văn phòng xanh nên là thấy từ cây cối này rồi đến cả bàn ghế cũng sử dụng nhiều những cái tông màu xanh. Bên này là các cái khu vực phòng ăn riêng đây. Đây là phòng VIP. Anh nhìn thấy ở phía trên nó là ba màu tượng trưng cho logo của FPT. Nó có một cái thú vị là bên cạnh này cũng có một phòng VIP, nhưng khi cần với số lượng khách đông thì có thể
bọn em sẽ tháo những cái vách ngăn này ra. Cái vách ngăn này ra và nó thành ngăn thôi. Đúng rồi ạ. Có biểu tượng mình đang... cầu Long Biên hay sao đúng không? Vâng ạ. Bên này hiện còn tại... bên này là biểu tượng này là gì đây? Biểu tượng như kiểu sông núi. Không, đây như kiểu là kiểu những cái nhà cái mái nhà ấy ạ, mái ngói của Việt Nam mình đấy đúng không? Đúng rồi đấy ạ. Nếu khi mà mở thông cái kéo thông cái tấm chắn này ra thì nó sẽ là một cái phòng có sức chứa cho khoảng 40 đến 50 người. Thế là toàn bộ ở đây của em là cái khu vực phòng ăn bên được. Ngoài này là chung, còn phòng bên trong này thì sẽ là cho dành VIP. Riêng đúng phòng rồi. VIP riêng. Riêng cho VIP. Chúng ta đang đứng ở trên tầng 8 anh ạ. Đây là khu vực phòng họp sử dụng chung với cái mong muốn là sẽ tối ưu nhất cái diện tích sử dụng. Vâng, và toàn bộ cái phòng họp tầng 8 này chúng em sẽ có 7 phòng họp và có 2 phòng đào tạo. Phòng đào tạo là dành riêng cho hệ thống đào tạo nội bộ của FPT. Và các phòng họp này thì có sức chứa, có những phòng lớn và phòng nhỏ. Phòng nhỏ nhất là dành cho khoảng 15 người. Và phòng lớn có một cái hội trường to nhất là dành cho sức chứa là 300 người. Vâng, thì bây giờ em sẽ mời anh di chuyển ra phía bên này để mình đi xem cái hội trường lớn. Như phòng này đào tạo này là hiện tại là đang có đang có lớp đào tạo trong đấy nên tất cả các phòng họp này gần như là kín lịch suốt thời gian, có nghĩa là lúc nào cũng có những cái lịch để training đào tạo cho cán bộ công nhân viên và các phòng cuộc họp nội bộ nữa. Đây là phòng họp hội trường lớn. Có sức chứa khoảng 300 người anh ạ. Và được sử dụng cho những cái sự kiện quan trọng và lớn. Hoành tráng quá nhỉ? Vâng. Một trong những thị trường lớn của FPT chính là Nhật Bản. Chính vì thế mà lãnh đạo FPT đã xây dựng một cái không gian vườn Nhật, một cái không gian thu nhỏ ở trong cái khu vực tầng 8 của tòa nhà. Lần đầu tiên lên một cái không gian, một tòa nhà văn phòng mà có hẳn một cái vườn Nhật riêng như này. Có cả đàn cá coi đấy ạ. Anh nhìn về toàn bộ những cái cây tùng, cái trúc và những cái cây hoa ở đây thì đều là được mang từ Nhật Bản mang về. Vâng, với gạch những cái đá để xây dựng như một cái hồ nhỏ này thì cũng đều có những cái mang cái thiết kế rất đặc trưng của Nhật Bản. Đẹp nhỉ? Trên những cái khu vực mà vườn Nhật như thế này thì gần như là không khí rồi cái sự lưu thông ở đây rất là thích. Và trong giờ còn yên tĩnh nữa. Nó phù hợp cho những ai đó mà đang cần làm việc trong một cái môi trường phải tập trung. Anh nghĩ là nếu mà anh mà làm việc ở đây, đôi khi anh lại rất là hay thích lên cái khu vườn ở phía trên này ngồi. Vâng, yên tĩnh để làm việc đúng không ạ? Đây là khu vực của một đơn vị thành viên. Tên là gì anh? FPT Telecom. Bên này là của FPT Telecom. Anh nhìn họ cũng có những cái sảnh trang trí mà nó mang cái đặc trưng của đây FPT là, Telecom. Đây là gì? Những cái này là tuyên dương các cái cán bộ. Đúng rồi ạ. Tiêu biểu. Biểu dương các cán bộ, nhân viên mà có những cái thành tích xuất sắc. Một cái cũng rất là hay các bạn nhé. Nên là ở đây là một cái khu vực mà để các cái bảng tên của những nhân viên xuất sắc thì những cái này là có thể là thúc đẩy thêm cái tinh thần làm việc của cán bộ công nhân viên đấy. Khi mà họ được ghi nhận, họ được tuyên dương thì sẽ đẩy các gương mặt tiêu biểu của FPT Telecom. Đây là khu vực văn phòng của một đơn vị thành viên khác thuộc FPT. Như mình đang đứng từ bên ngoài thì toàn bộ những cái phía này sẽ là cái khu vực gọi là khách ngồi chờ dành cho khách trong khi chờ đợi, và mình đi sâu phía bên trong nữa thì là khu vực sử dụng làm việc chung cho cán bộ nhân viên, khoảng không gian chung của cán bộ nhân viên. Có nghĩa là ở trong cái tòa nhà này thì sẽ có rất nhiều những cái khu vực làm việc chung giống như thế này. Bên em có nhiều khu vực khác nhau và đây là một trong những khu vực gọi là tiêu biểu. Đây cũng là một không gian làm việc và vừa kết hợp cả văn phòng họp và những cái không gian co-working space. Phía bên tay phải đây nhìn thấy là mọi người sẽ làm việc tự do. Còn phía bên tay trái này có một đặc điểm rất thú vị là đặt tên phòng họp theo những cái mạng xã hội mà đang phổ biến bây giờ. TikTok, Instagram, YouTube, Twitter. Đây là một
cái co-working space mà có cái tầm nhìn là triệu đô ấy, bên bên khung bên phía này là sau này là sẽ là đại sứ quán Mỹ. Đại sứ quán Mỹ bên đây đúng rồi ạ. Vì đây là tòa nhà văn phòng cho nên là hầu hết cái không gian được sử dụng cho cán bộ nhân viên làm việc thì nó sẽ đi theo từng những cái thiết kế của từng những cái tầng và từng những không gian khác nhau. Thì ngoài những không gian này thì các tầng còn lại cũng sẽ có những cái không gian làm việc tương tự như thế nữa. Các phòng ban, mỗi phòng ban rồi mỗi một cái công ty con ở trong tập đoàn là sẽ có những cái tầng cụ thể riêng. Dạ. Anh ơi, mình đang di chuyển đến một trong những cái studio, những cái trường quay của FPT. Và ở đây là chúng em đang, các bạn đang làm việc để chuẩn bị cho một cái chương trình nội bộ. Cái này là sản xuất chương trình để cho FPT Play luôn hay là chỉ nội bộ của đúng rồi, tập đoàn ấy? Là các chương trình nội bộ và của FPT của Play. FPT Play. Trong này là phòng kỹ thuật đây. Một phòng và một phòng điều khiển kỹ thuật. Anh ngang qua những khoảng tường này thì anh sẽ thấy là tên của các quốc gia mà FPT hiện tại đang có văn phòng đại diện ở trên đó. Nó cũng là chi tiết của các quốc gia như là ở phía dưới của cái chuỗi ADN mà mình nhìn thấy. Suốt cả cái quãng đường mà chúng ta đi thì nó cũng đều thể hiện ra những cái chặng đường lịch sử của FPT nơi đã hình thành, xây dựng và những cái dấu mốc về mặt thời gian. Đây là những cái cột mốc của FPT cũng như là các cái đơn vị thành viên đây đúng không? Đúng rồi. Anh nhìn những cái ảnh, đây ảnh anh Bình trẻ ở đây đúng không? 2006, trẻ chưa? Nên là ở đây cũng là cái thiết kế khá là thú vị nhỉ? Các cán bộ công nhân viên khi mà đi dọc cái hành lang này của em đều nắm được cái lịch sử. Đây là các khu vực phòng họp của đơn vị. Hai bên là các khu vực phòng họp. Mình đang di chuyển xuống khu vực tầng 13 anh ạ. Đây là khu vực phòng, văn phòng của các lãnh đạo. Có nghĩa là toàn bộ lãnh đạo của tập đoàn FPT thì là sẽ làm việc ngồi ở khu vực tầng 13. Trên tầng 13 này. Ở đây anh thấy là khu vực này là cái sảnh thang máy cũng đã khác rồi này. Bên này là ốp cả đá ngọc. Ốp đá ngọc đen mà anh nhìn nó cũng có cái cách điệu của cái logo FPT. Cách điệu logo FPT. Cái con số 13 này thì thường đối với quan niệm chung của mọi người thì nó hơi có nhiều cái nó liên quan đến cái hơi xui, hơi đen. Đúng rồi. Đấy, nhưng mà đối với tập đoàn FPT thì anh thấy là tất cả những cái con số mà quan trọng thì đều gắn liền với số 13. Thì em có thể giải thích một chút về cái con số 13 và cái ý nghĩa của nó gắn liền với tập đoàn FPT không? Đúng rồi anh, thì 13 là một con số rất là linh thiêng đối với FPT vì FPT sinh nhật vào ngày 13 tháng 9. Vâng, và con số tượng trưng cho 13 thành viên trong hội đồng sáng lập của FPT. 13 founder của FPT. 13 founder. Vâng, nên là các lãnh đạo của FPT ở các văn phòng nào cũng như thế đều lựa chọn số 13 là cái tầng. Anh nhớ được, anh còn ở văn phòng Duy Tân là cũng ngồi tầng 13. Đúng rồi ạ, bọn em cũng ngồi tầng 13, lãnh đạo cũng ngồi tầng 13. Hay quá, bên đây có một người văn hóa rất là thú vị. Lối của lãnh đạo là đi đường nào em, bên này? Mình có thể đi từ hai hướng đều được ạ. Vì lãnh đạo của em là tất cả các phòng sẽ ngồi ở toàn bộ ở cái khu vực tầng này. Nên mình đi... Đâu phòng của anh Bình là ở đâu? Phòng anh Bình là... Anh Bình thì chúng ta có thể đi bộ này. Thế là ở trên này của em là có phòng của bao nhiêu lãnh đạo ở đây? Bên em có phòng của chủ tịch, phó chủ tịch tập đoàn và các của tổng giám đốc và phó các phó tổng ạ. Có tổng bao nhiêu phòng ở trên này của lãnh đạo? Bên em chỗ này là có tất cả là 6 phòng ạ. 6 phòng? Và có một phòng của bộ phận thư ký nữa, cũng sẽ ngồi ở tầng này ạ, cùng với phòng của lãnh đạo. Phòng này.
hình như là phòng của các lãnh đạo là cũng rất là ít có review. Em chào anh. Em chào anh. Xin chào nhà to. Dạ, lâu quá mới gặp. Rồi. Dạ. Rất hân hạnh là được gặp bạn tại trụ sở của FPT. Dạ, anh cho em vào trong phòng của anh quay review cho mọi xin người. Xin mời tất cả đội. Hay quá. Đây, xin mời các bạn. Ai chà, phòng làm việc của anh đẹp quá. Cái này là quá hiện đại luôn, view triệu đô. Cũng nhờ là kiếm được miếng đất nên có được cái view như vậy. Dạ. Và tòa nhà thì em cũng thấy là nó cũng được có một cái vị trí rất đẹp tại một trong những cái bùng binh to nhất của quận Cầu Giấy. Vâng. Rồi thì sáng giờ đã quay được nhiều cảnh của FPT Tower chưa? Nói chung là nhờ Hằng và Trang cũng dẫn đi được khắp toàn bộ các cái không gian của FPT Tower rồi nhỉ? Đức cũng biết là FPT thì cũng có rất nhiều các cái cơ sở vật chất về các tòa nhà. Đến bây giờ là có 17 tòa nhà hoặc là tower đã ở trải dài theo Việt Nam từ Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Cần Thơ và sắp tới ở Bình Định. Cái trụ sở này thì là gọi là FPT Tower, nó là trụ sở chính và hoàn thành Tết năm ngoái. Có nghĩa là mất thời gian xây dựng mất lâu không ạ? Thời gian xây dựng là 3 năm. Về thiết kế nó cũng có những cái nét đặc trưng. Nó là một khối có 3 tòa nhà 21 tầng, 17 tầng liên kết với nhau bằng một khối 8 tầng. Điểm thứ hai là cả bên trong lẫn bên ngoài đều rất mang màu sắc FPT. Mỗi khối nhà đều có hai cái mã áp vào là hình nhận dạng thương hiệu FPT. Và bên trong bạn thấy là rất nhiều cái dấu hiệu của thương hiệu FPT được thể hiện từ khu lễ tân đến các phòng sinh hoạt chung, và đó là một trong những cái được FPT hóa trong quá trình thiết kế. Và hoặc như là cái chuỗi ADN gắn với lại cái khái niệm Gen FPT, thực chất đấy là văn hóa doanh nghiệp, văn hóa FPT. Chúng tôi muốn có một cái trụ sở để xứng tầm với vị trí của FPT, không những ở tại Việt Nam mà cả thị trường toàn cầu. Các bạn biết rồi là hiện nay có văn phòng, 28 văn phòng ở rất là nhiều nước, có những khách hàng từ khắp các châu lục. Và bạn cũng thấy là để đáp ứng giao tiếp, đáp ứng trao đổi về văn hóa thì chúng tôi cũng chọn xây dựng hai cái vườn. Một cái vườn Âu ở tầng 1 và một cái vườn Nhật ở tầng 8. À, có nghĩa là ở đây là ngoài cái không gian về văn phòng để cho cán bộ công nhân viên làm việc thì là FPT cũng muốn là thông qua cái không gian này để thể hiện cái văn hóa doanh nghiệp của mình tới các đối tác nữa, đúng không ạ? Với nhà to thì tôi nghĩ rằng là FPT Tower cũng là một cái địa chỉ để các bạn có thể đưa vào cái bộ sưu tập của các bạn. Nó, dạ, nó hơi lạ một tí. Dạ. Hơi khác biệt vì bạn thường làm những cái biệt thự, những cái villa rất là đẹp. Đấy, nhưng mà ở đây là một tổ văn phòng tương đối mới. Như bạn nói thì ít nhất nó có thể hiện một phần cái văn hóa doanh nghiệp FPT. Và bạn nên nhớ là muốn phát triển trường tồn bền vững thì phải có một cái văn hóa doanh nghiệp cho riêng mình. Chúng tôi ý thức điều đó và chúng tôi luôn vun đắp cho văn hóa doanh nghiệp FPT. Vâng, rất là cảm ơn anh Ngọc cũng như cảm ơn Hằng và Trang nhé. Hôm nay đã dẫn anh đi tham quan. Đấy, thì anh Ngọc rất là cảm ơn anh có hai bạn trợ lý rất là tuyệt vời. Vâng, và hy vọng rằng là chương trình ngày hôm nay cũng đã phần nào đấy giải đáp được những cái thắc mắc cho quý vị khán giả về cái không gian làm việc, rồi những cái văn hóa của tập đoàn FPT ở trong một cái tòa nhà văn phòng lớn như thế này. Đấy, thì em nghĩ là cái trải nghiệm này cũng sẽ là một cái rất là thú vị tới cho không chỉ là các quý vị khán giả thông thường mà có thể là những người đang làm chủ các doanh nghiệp khác nữa cũng có thể là học hỏi và phát triển thêm cho doanh nghiệp của mình. Rất mong các kênh nhà to tiếp tục là có được những cái sản phẩm độc đáo của Việt Nam và làm cho Việt Nam nổi tiếng hơn về mặt kiến trúc. Dạ, xin cảm ơn nhà to một lần nữa. Vâng, em cũng rất là cảm ơn anh Ngọc cũng như là cảm ơn các anh chị em cán bộ của
tập đoàn FPT đã hỗ trợ để cho chúng tôi có thể hoàn thành cái video clip ngày hôm nay. Và rất là mong cái video clip ngày hôm nay thì cũng đã phần nào đấy có nhiều cái thông tin thú vị, bổ ích, hấp dẫn gửi đến cho quý vị khán giả Nhà To. Và các bạn hãy nhớ đừng quên like, subscribe, đăng ký theo dõi cũng như là ủng hộ kênh YouTube Nhà To. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một cái chương trình gần nhất, lại ở một công trình hay là một trong những cái trải nghiệm thú vị nhất ở trên Nhà To. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bắt tay gặp.